Om Mani, xin chào tất cả các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành đấy ạ. Hôm nay thầy Phúc Thành sẽ hướng dẫn cho chúng ta bài tập đầy đủ về bát đoạn cầm chữa bệnh, gồm có phần khởi động khí công đại bi tâm, những cái bài công pháp ân dương khí công, bài công pháp mở khớp thông kinh, rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào tập bát đoạn cầm trị bệnh. Bài này tác dụng rất là cao với những cái bệnh cột sống nhé, rồi những cái bệnh gan, bệnh thận, bệnh dạ dày thì tác dụng chuyển hóa bệnh tật của bài tập khí công bát đoạn cầm này nó rất là cao. Nào hãy cùng tập với thầy Phúc Thành ạ. Đầu tiên, tay của chúng ta đặt ở bụng dưới, dưới rốn 3 phân, tại huyệt đan điền. Ta khởi công pháp, khởi động, xoay eo trái sang phải. Xoay eo trái sang phải. Xoay eo trái sang phải. Tay chúng ta thả lỏng này, trái sang phải. Rồi chúng ta xoay ngược lại, từ phải sang trái, và xoay ngược lại, từ phải sang trái ạ. Cách xoay eo này làm giúp cho ấm thận và giúp cho đới mạch của chúng ta nó được thông. Đới mạch nó sẽ bao quanh vùng thắt lưng này nó được thông, làm ấm hai quả thận, ấm và giãn nở, thông hoạt cho vùng bàng quang của mình. Tức thứ hai, khai mở cột sống. Cách tập như sau. Đẩy ngực ra phía trước, cho đến đếm phần bụng, chùn đầu gối, mông ra phía sau, đứng lên. Ngực, bụng, chùn đầu gối, mông, đứng lên. Bài này giúp cột sống nó được uốn lượn, khai mở lại tất cả các công năng của cột sống và giúp làm ấm hai quả thận của chúng ta. Tay chúng ta thả lỏng từ trên xuống dưới. Tay thả lỏng trên xuống dưới. Thức thứ ba, chúng ta xoay đầu gối này, từ bên trong ra bên ngoài, xoay đầu gối này, trong ra ngoài, từ trong ra ngoài, tay này cũng từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài, thức này giúp cho đầu gối nó được hoạt động trơn tru, tất cả khớp gối của chúng ta nó được khai mở. Thức thứ tư, chúng ta xoay vòng tròn này, từ trong ra ngoài. Đó. Ngón tay áp út vào út, nó hướng vào mặt mình. Khi qua đến mặt rồi, chúng ta lật tay ra. Chúng ta sẽ lật tay ra nhé. Rồi, sau đấy chúng ta sẽ đứng thả lỏng buông thư, thư giãn cơ thể. Chúng ta vào bài tập đầu tiên, bài tập dưỡng sinh đầu tiên. Hít vào bằng mũi này, thở ra bằng miệng. Âm dương khí công, hít, thở. Hít vào bằng mũi, đứng trên các đầu ngón chân, thở miệng, chùn đầu gối xuống. Hít vào bằng mũi này, thở miệng. Càng tập chúng ta càng thấy cơ thể nó rất là khỏe khoắn, thư thái buông thư, nhẹ nhàng. Hít mũi, thở miệng. Hít mũi, thở miệng. Ta làm như vậy tầm 30 lần. Âm dương khí công rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Cân bằng âm dương, thải độc cơ thể, làm ấm thận của mình lên, thải độc cho vùng gan của chúng ta. Rồi, chúng ta thả lỏng cơ thể thiền đứng. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài khí công mở khớp thông kinh. Trước khi vào bát đoạn cầm, chúng ta sang bài mở khớp thông kinh. Ngón tay áp út vào út này, chúng ta giơ cao lên.
Hai ngón này khi chúng ta xoắn sang hai bên giúp dẫn khí vào cơ thể của chúng ta. Áp bút vào út. Ta xoắn tay từ trong này ra bên ngoài. Đứng một chút trên các đầu ngón chân. Ngửa cổ lên. Đứng một chút trên các đầu ngón chân thôi. Thế đấy về. Về dần dần. Chuồn đầu gối. Hai lòng bàn tay như đang phóng của cầu năng lượng vào nhau. Thả lỏng cơ thể đứng dậy ạ. Ta sẽ cảm thấy toàn bộ vùng mặt này nó ấm nóng lên. Mười đầu ngón tay ấm nóng nhờ cái bài mở khớp thông kinh này. Bài chữa bệnh gan thận rất là hiệu quả. Lần số 2. Áo bút và út xoắn sang hai bên. Nhớ không được co tay này, tay chúng ta giãn mở hai bên. Đứng trên đầu ngón chân. Về. Chuồn đầu gối xuống. Ngồi mình lên, thả lỏng cơ thể. Cảm nhận một luồng khí nóng từ trên xuống dưới. Bài này nó thông toàn bộ mặt trước của cơ thể chúng ta. Lần số 3. Ta chỉ cần đứng một chút trên cái đầu ngón chân thôi. Về. Thả lỏng cơ thể. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Ta không cần quan tâm hơi thở. Hơi thở nó rất là thông minh. Nó sẽ đi theo động tác khí công của chúng ta. Hơi thở tự nhiên. Tiếp theo là luyện cho mặt sau của cơ thể. Ta sẽ dùng tay âm này xoắn từ ngoài vào trong. Ngón tay cái giữ áp bút và út lại. Trò giữa thẳng. Xoắn từ ngoài vào trong này. Ngả người phía sau. Cổ nhìn đằng trước. Lên. Này thông với mặt sau cơ thể, thông cho vùng đốc mạch của cơ thể chúng ta. Rồi thả lỏng cơ thể, đứng, thiền đứng. Lần số 2, mở khớp thông kinh, xoắn từ ngoài vào trong. Lên. Thả lỏng cơ thể. Bài này ta sẽ tập 3 lần. Hoặc tập nhiều chúng ta có thể tập 5 lần thì càng tốt. Lần số 3, xoắn tay từ ngoài vào trong ạ. Cổ nhớ phải gập nhìn đằng trước, hơi thở hoàn toàn tự nhiên, lên. Sau đấy chúng ta thả lỏng, cảm thấy vùng mặt này nó ấm nóng, mồ hôi nó thoát ra, thải độc cho cơ thể. Ra phải thiền đứng một lúc, bình hòa lại hơi thở. Bài khí công này rất là tốt cho sức khỏe. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào phần công pháp chính. Vừa rồi là những bài khí công phụ trợ, nhưng mà công năng rất là cao rồi. Bây giờ chúng ta vào bát đoạn cẩm, tức là 8 đoạn gấm, thông hoạt toàn bộ cơ thể của chúng ta. Thông hoạt cho bát mạch kỳ kinh cơ thể chúng ta. Chiêu đầu tiên, nó giúp thông hoạt cho vùng cột sống, khai mở cột sống, chữa bệnh gai đôi cột sống, tốt cho những cái bệnh cột sống của chúng ta. Tập chiêu này chúng ta không lo bị gù lưng, giúp người chúng ta nó sẽ được thẳng lên. Khởi động bằng chạm trang trường sinh công, đứng chuồn gối này. Hai lòng bàn tay đan vào nhau này. Tay đưa lên từ từ. Đếm thầm 1 đến 12. Ngồi đứng thẳng này. Tay lại lên. 1 đến 12 rất là chậm. Cho nên đứng trên đầu ngón chân. Kéo người lên, kéo cột sống lên. Đếm 1 đến 24. Rồi hạ chân xuống. Tay xuống chậm dần đều. 1 đến 12. Chỉ có lúc treo cột sống là 1 đến 24. Còn lại tất cả đều 1 đến 12. Tiếp tục 1 đến 12 ạ. Chuồn đầu gối. Thở một vài hơi thở giúp định tâm. Định tâm, định khí, định thần. Lần số 2. Tay lại đưa lên từ từ 1 đến 12. Chân chuồn gối. Chân đứng thẳng bình thường. Tay lên từ từ.
nhấc người lên 1 đến 24. Rồi, hạ xuống. Xuống chậm chậm nhá. 1 đến 12. 1 đến 12. Rất chậm chậm. Chùn đầu gối xuống ạ. Đó, lần số 3. Bài này thông hoạt hết cho vùng vai gáy cổ của chúng ta. Ai bị đau vai gáy, tập bài này hàng ngày rất là tốt. Nó sẽ chữa những bệnh đau vai gáy, những bệnh đau mỏi lưng. Đứng trên đầu ngón chân này rất là khỏe cho thận, khỏe cho năm tạng cơ thể. Hạ xuống. Chùn đầu gối. Rồi, chúng ta nổi mình lên thiền đứng. Sau khi kết thúc chiêu số 1, chúng ta thiền đứng thả lỏng buông thư. Tôi đang đứng giữa thiên nhiên đất trời, cảm thấy rất là sảng khoái an lạc.